Xin chào tất cả mọi người. Ở đây là một mẫu âm ly cực kỳ phổ biến trên thị trường đồ chơi âm thanh Việt Nam, Denon 1500R 25 mã. Và đối với các anh chắc chắn nó đã quá quen thuộc rồi. Còn bên này là Onkyo A927, một dòng âm ly không được quá nhiều người chú ý đến. Vậy thì trong video này, anh em mình sẽ cùng nhau so sánh về một vài cái chi tiết như là khả năng đáp ứng, hiệu suất, tính năng để chúng ta có một cái đánh giá tỉ mỉ và khách quan về hai cái dòng máy này. Từ đó thì mình có thể lựa chọn được một cái dòng sản phẩm gọi là phù hợp và ưng ý nhất. Đối với R25 mã, dòng máy này được phát hành lần đầu vào năm 2000 với mức giá xuất xưởng là 68.000 Yên. Và trước đó 3 năm thì Onkyo cho ra mắt dòng A927 với mức giá xuất xưởng khá cao là 95.000 Yên. Và rõ ràng là trong một thời điểm cách nhau không xa như vậy, các anh thấy là A927 nó đã có giá xuất xưởng gấp rưỡi so với R25 mã rồi. Còn ở thị trường đồ cũ Việt Nam hiện tại thì ngược lại, con R25 mã chúng ta sẽ có hai phiên bản màu, đó là vàng và đen, và hai con này bằng giá nhau. Nếu tình trạng máy zin đẹp kèm remote và dây nguồn đầy đủ thì nó sẽ là 12 triệu một con. Còn đối với A927 thì nó là 9 triệu rưỡi. Nếu như các anh nghĩ rằng là R25 mã chắc chắn nó phải có một cái điểm gì đó thật sự vượt trội thì nó mới giữ được một cái mức giá cao như vậy. Thế thì xin mời các anh cùng bắt tham khảo hết về video này nha. Trước tiên thì mình nói về ngôn ngữ thiết kế và những cái đặc tính bên ngoài. Đối với R25 mã, chúng ta sẽ có một cái thiết kế tối giản, tinh tế và khá là sang trọng. Còn về phần A927 thì cái sự sang trọng đó nó cũng không hề kém cạnh, nhưng nó hơi hướng về cái sự hoài cổ một chút xíu. Các anh có thể thấy rằng là ở trên gương mặt chúng ta có nhiều nút hiệu chỉnh hơn và nó bày trí một cách rất là phô trương. Đặc biệt là mình sẽ có thêm một cái nắp lưng bằng gỗ thay vì bằng thép giống như là dòng R25 mã. Về chi tiết này thì mình không nói con nào đẹp hơn, tại vì nó phụ thuộc vào cái đánh giá chủ quan của mỗi cá nhân. Nhưng rõ ràng khi mà so sánh và để hai con ở cạnh nhau như thế này thì các anh thấy rằng là con A927 nhìn nó hầm hố và bệ vệ hơn rất là nhiều. Các cái thông số liên quan tới kích thước và cân nặng thì nó không quá quan trọng, cho nên là bắt để ở dưới phần mô tả của video. Nếu cần các anh có thể tham khảo thêm ở phía dưới nha. Bây giờ mình đi sâu vào cái phần tính năng và hiệu suất của hai dòng máy này. Đối với R25 mã thì nó có những cái tính năng cơ bản, ví dụ như là chỉnh bass, chép, ba lăng và low net. Low net nó là một cái bộ equalizer tích hợp sẵn để sử dụng khi mà chúng ta mở nhạc ở cường độ nhỏ, cần bass, chép. Nhưng trên thực tế thì bây giờ Bách thấy rằng là không ai xài cả. Tại vì bản thân Denon nó đã có một cái tiếng bass khá là dày rồi. Và khi mà chúng ta sử dụng low net thì tiếng bass của nó nghe rất là cứng và chỉ nghe được một vài bản nhạc đầu thôi các anh. Còn khi mà thưởng thức thực sự thì nó không có hay, tại vì tiếng bass của nó cứng quá. Ở đây là nút chỉnh âm lượng, nút sau direct để chúng ta loại bỏ cái phần hiệu chỉnh này. Thì những cái này chắc anh quá quen thuộc rồi ha. Mình sẽ có một cái cổng để chuyển cổng tín hiệu đầu vào. Rồi, ở đây là cổng red out selector để lấy tín hiệu ra cho cái thiết bị khác. Cả vàng và đen thì nó giống nhau ha các. Đối với dòng A927, ngoài những cái tính năng cơ bản như là R25 mã, mình sẽ có rất là nhiều tính năng vượt trội. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó là biến trở chỉnh tiếng mid, có nghĩa là chỉnh phần trung âm với một cái nút phụ trợ bên trên ghi là frequency. Và nó có chức năng là giới hạn cái tần số 300 hoặc là 200 Hz cho cái biến trở phía dưới này. Tại sao mình nói đây là một cái tính năng rất là vượt trội để thay đổi hiệu ứng âm thanh đầu ra? Khi mà thực nghiệm với một cái bản nhạc trên con amply các anh đang dùng, các anh sẽ thấy nếu như mình nghe một bài hát và mình muốn cái tiếng hát của ca sĩ nó rõ hơn, nó tươi mới hơn thì bắt buộc là mình phải giảm cái tiếng bass đi và tăng cái tiếng chép lên. Khi đó thì cái tiếng bass nó phát ra nó lại không được như ý muốn của mình nữa. Và khi tăng chép thì cái tiếng kèn này, tiếng sáo này nó cũng tăng theo. Cho nên nó cũng một phần nào đó lấn át đi cái tiếng mid. Thì cái việc mà âm ly nó không có cái nút chỉnh phần trung âm này rất khó để chúng ta có thể hiệu chỉnh được cái chi tiết đó. Và rất khó để chúng ta thay đổi được cái hiệu ứng âm thanh phù hợp với nhu cầu của mình. Đây là một điểm cộng rất lớn về hiệu ứng âm thanh đầu ra ha. Và thêm một cái tính năng nữa đó là thay đổi hiệu ứng từ stereo sang mono. Thì stereo là ví dụ như những con âm ly này nè, nó nhận tín hiệu vào trên hai kênh độc lập và nó phát ra trên hai kênh độc lập. Cho nên là các anh nghe có những tiết tấu âm sắc nó phát ra từ bên trái hoặc từ bên phải. Đó mình gọi là stereo. Nó không phát đồng đều nhau. Còn mono là hai kênh phát đồng đều và cường độ như nhau. Thì cái này có thể để chúng ta phù hợp với những cái bài nhạc hoặc là những cái gu nghe nhạc khác nhau đó các anh. Bên cạnh thì mình sẽ có một cái nút muting và cái nút này là để thay đổi cái cường độ âm thanh đầu ra. Tuy nhiên thì bác thấy nó gần như là không có cần dùng tới các anh. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái tính năng rất là vượt trội mà R25 mã nó không có, đó là Power Amply Direct. Thì tính năng này nó giúp các anh khai thác riêng cái phần main công suất, biến cái con amply này thành cái cục đẩy và hoàn toàn chúng ta không cần đưa tín hiệu qua các cái cổng như là CD, tuner hoặc là AUX giống như là các cái dòng amply khác và điển hình là dòng R25 mã.
Thì hiện tại cái nhu cầu chúng ta kết hợp nghe nhạc hát karaoke trên cùng một con amply nó đang rất là phổ biến, và cái tính năng này nó phát huy tác dụng một cách rất là vượt trội nè các anh. Thì khi mà các anh sử dụng con R2 La Mã nha, nếu như mà các anh lấy tín hiệu từ cái van xuống thì bắt buộc là các anh phải lấy qua những cái cổng như thế này. Và nó có một cái nhược điểm á, nhược điểm thứ nhất đó là khi mà các anh cấp tín hiệu vào như vậy thì bắt buộc là các anh phải cho cái âm lượng này lên, và hoàn toàn các anh không biết cái âm lượng này nó nằm ở cái ngưỡng nào thì nó gọi là khai thác hết công suất của amply. Và cái thứ hai á là khi tín hiệu nó đi qua cái van và nó đi qua cái phần rề của con máy này nữa thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều nhiễu động, từ đó nó gây ra cái tình trạng bị méo tiếng. Còn ở trên i927 thì cái việc mà các anh đẩy thẳng tín hiệu từ cái van vào phần main công suất mà không đi qua cái phần rề này á, thì chắc chắn một điều là các anh sẽ khai thác triệt để được cái phần main công suất. Chúng ta không cần quan tâm tới cái phần này nữa, tại vì nó không còn liên quan gì. Và cái thứ hai á là chắc chắn cái âm thanh của nó sẽ không bị méo, không có bị nhiễu động nhiều giống như là cái việc chúng ta đấu nối như R2 La Mã. Về phần tính năng thì rõ ràng các anh có thể thấy A927 nó vượt trội hơn hẳn so với R2 La Mã, và đây cũng là cái chi tiết mà Bách có thể khẳng định chắc chắn với các anh. Còn về phần hiệu suất thì chúng ta có một cái chi tiết rất quan trọng cần đề cập đến, đó là công suất đầu ra. Ở trợ kháng 8 ohm, R2 La Mã cho ra 70W một kênh, tổng cộng là 140W, và A927 là 100W một kênh, tổng cộng là 200W đầu ra. Thế thì các anh có thể thấy đây là một cái sự chênh lệch rất là lớn, và rõ ràng là đối với những cái mẫu loa mà yêu cầu về công suất cao á thì A927 nó sẽ đáp ứng một cách mượt mà hơn rất là nhiều. Thì cái này là thông số chính xác nha. Tất cả về thông số kỹ thuật máy á, kể cả là số đo cân nặng cho tới công suất đầu ra, dòng điện sử dụng và cái công suất tiêu thụ điện, tất cả những cái này Bách tham khảo rất là kỹ và rất là chính xác, cho nên là các anh yên tâm không bao giờ nhầm lẫn ha. Cuối cùng là một chi tiết mà các anh thường hay hỏi, đó là con nào hay hơn. Thì đây là một câu hỏi gần như chẳng ai trả lời được một cách chính xác hết anh. Tại vì á, khi mà một cái dàn âm thanh nó cho ra cái tiếng nó hay hay nó dở, một phần là nó phụ thuộc vào cái đôi tai của người nghe. Có nghĩa nó là một cái đánh giá chủ quan của cá nhân thôi, nó không có tính đồng bộ và không phải ai cũng giống ai, cho nên mình không thể đánh giá được là con nào hay hơn. Nhưng rõ ràng về tất cả những cái yếu tố mà mình vừa so sánh giữa hai cái sản phẩm này thì các anh thấy là A927 nó có phần nhỉnh hơn rõ ràng ha. Hai con này thì Bách sẽ quay sơ về tình trạng để các anh đánh giá luôn. Ở đây là R2 La Mã, chúng ta sẽ có một con màu vàng và một con màu đen. Hai con này đều là hàng mua đấu giá về hết, cho nên là tình trạng rất là đẹp anh. Các anh có thể thấy gương mặt gần như là không có tì vết gì đáng để chúng ta phải bận tâm ha. Ở đây là remote zin nguyên bản của nó nè. Remote đúng đời của máy luôn đó nha. Nắp lưng, tất cả nắp lưng của những con này nó là nhựa nhám chống trầy bọc bên ngoài, cho nên ít khi nó bị trầy xước lắm. Và những con này thì Denon làm cái vỏ rất là dày, cho nên là cấn mớp cũng ít khi xảy ra lắm. Máy thì Bách đang trồng hơi nặng, cho nên là Bách sẽ quay tạm như thế này để các anh quan sát về mặt sau nha. Thì các anh có thể thấy là hàng đấu giá thì những cái giắc cắm, những cái vị trí được mạ vàng á, nó giữ được một cái tình trạng rất là đẹp. Nói chung là không có gì để chê về tình trạng của những con máy này cả. Quan trọng là các anh thấy nó phù hợp và cái mức giá nó hợp lý với cái nhu cầu của các anh hay không thôi. Rất đẹp ha. Ở đây là A927 thì các anh quan sát luôn về cái tình trạng của nó nha. Rồi, ở đây. Dạo này cuối năm các anh, hàng xóm thì sửa nhà, còn người bán hàng rong thì đi qua đi lại liên tục, cho nên là trong video nó hơi ồn, các anh thông cảm ha. Hai con máy này rất là đẹp. Cách đây khoảng một tháng thì Bách có về được một con, Bách có giới thiệu và cũng đã bán rồi. Thì hai con này là mới vừa về đây ha. Và hai con này cũng là hai con cuối cùng trong năm rồi. Đây là phần nắp lưng của nó này các anh. Các anh có thể thấy là nắp lưng này nó là ván công nghiệp nha, và nó dán gỗ lạng ở bên ngoài, gỗ lạng hay là xi gì đó các anh. Nhưng mà cái lớp này rất là dày, cho nên là mình thực sự là không phân biệt được nó là xi hay gỗ lạng luôn á, tại vì mình đâu có bao giờ lột nó ra đâu biết. Rồi, ở đây các anh có thể thấy cả trên và dưới ha, đều rất là đẹp. Đương nhiên là những cái sản phẩm đã qua sử dụng thì nó sẽ có những cái tì vết nhỏ nhỏ gì đó, nhưng mà tổng quan thì khi các anh quan sát như thế này, các anh sẽ thấy máy rất đẹp và hầu như là không có chi tiết nào để chúng ta phải chê trách cả. Dòng này thì nó sẽ có dây nguồn liền nha các anh, chứ không phải là dây nguồn rời. Và các anh có thể thấy là tình trạng của máy này, bề mặt sơn, chữ nghĩa cả trên và dưới ha, còn nguyên bụi nè, Bách chưa có vệ sinh lau chùi gì cả, nhưng mà máy thì rất là đẹp. Nói chung là không có gì để chê. Quan trọng nhất là những cái vị trí được mạ vàng 24K nè các anh. Thì không có bị hoang ố và nó còn giữ được cái màu sắc rất là tươi mới. Về mức giá bán thì như lúc nãy Bích chia sẻ với các anh á, R2 La Mã, hai con màu vàng và màu đen sẽ bằng giá nhau, đó là 12 triệu. Máy kèm remote và dây nguồn. Nếu như mà các anh không lấy remote thì chúng ta trừ ra 500 ngàn ha, là 11 triệu 500.
Còn A927 thì nguyên bản dòng này nó không sử dụng remote, cho nên chúng ta sẽ không có phụ kiện kèm theo. Dây nguồn của nó thì cũng là dây nguồn liền rồi, và máy sẽ là 9 triệu rưỡi một con. Thì đây là một cái mức giá Bích nghĩ là rất hợp lý và rất là đáng để chúng ta xuống tiền cho con 927. Còn R2 La Mã thì bây giờ nó quá quen thuộc rồi và gần như là nó tạo sự nhàm chán rồi các anh. Bản thân như Bách Bách bán mà Bách thấy chán luôn á. Rồi, ok ha. Nếu như các anh có thêm bất kỳ thắc mắc hay là những cái nhu cầu gì về những cái sản phẩm này thì các anh vui lòng gọi trực tiếp giùm Bách qua số ở trên tiêu đề của video nha. Tại vì nói thật tình với các anh là tin nhắn rất nhiều để mà chúng ta trao đổi được một cái vấn đề đi đến kết quả, kể cả là không ai mưu cầu gì, nhưng mà để trao đổi được một cách chính xác và hiệu quả nhất cái vấn đề các anh cần á thì nhắn tin rất là lâu và nhắn tin hầu như là không mang lại hiệu quả các anh. Đó, cho nên là nếu cần các anh liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giùm Bách nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh trong các video lần sau ạ.